Hồng trần tùy tiện dễ quen ngu, ngông nghênh ngang chiến dân đà điểm, đâu dám to đông với rẻ hù. Phong niên thịnh thế các tường vân, cung hỷ tiên tinh thượng thọ tuần, dụng tả hành đà quân quốc pháp, quan hòa ưu ái thuận nhân luân, tính tâm phá kẻ hoa kinh nhãn, vững chí nề đi tử nhập thần, đọc cách mát lê thờ khổng tử, vẫn còn vành vạnh chữ tu thân. Đánh trống huy tên mới dạo ngạ, ngũ tuần thấm thoát có là bao, rừng thiêng nước độc càng tiên định, vạ đá quyền đớm vẫn tự hạ, khổng mạnh dâm pho đành cất kỵ, mát lê mươi quyển vẫn treo cao, nhìn về thành ốc ta bời vợ, vua thục vẫn còn đứng giữa ao. Trẻ đạt thành anh ngán mức nào, 50 năm ấy tẩy chừng bao, nước cờ muôn thủa thua và thắng, chiếu bạc tàn cánh vũ hoặc hạ, chưa đậy quan tài đừng vội quách, dẫu quàng cố rách thích tầm cao, mơ màng tiếng quốc quanh thành ốc, lớp sẵn tinh phần cướp đã. Thiết tướng khai môn nhận học trò, quen này cụ tú hết nằm co, tôi tin nấu xử làm ăn lớn, mổ bụng bổ đầu tính toán to, vẹn chữ nhất tâm linh đại ngã, tròn câu vạn tự xuất tứ nho, còn hơn 1,7 triệu người ta nợ, cụ đủ tiêu rồi chắc cụ cho. Xuân qua rồi lại một xuân qua, trải mấy mươi xuân nối nghiệp nhà, mộc bản thủy nguyên còn có thể, thiên kinh địa nghĩa biết đâu là, qua tân chợt nhớ thiên lân chỉ, mở tách vôn tình chữ thọ ta, lối cũ đường đưa xuân đất mới, cây đào trường thọ vẫn đơm hoa. Đinh tiểu qua rồi đinh tị qua, xuân nay đinh tiểu ghé qua nhà, 80 xuân nọ ai là chẳng, mấy độ thơ nay thế cũng là, ngàn mùa phong lưu thơ với rượu, một bầu thánh khí bạn cùng ta, còn trời còn đất còn non nước, còn nét xuân tình dạng lưới hoa. Nhắn thín dâu cọc cứ ngỡ non, quá ta ông đã 70 tròn, tề ta nội trợ 2 lần vợ, nối dõi tông đường một lũ con, gian thở khổ đòi phen lòng chẳng nản, quan kiên một thủa chí không mòn, năm nay thượng thọ ông khao lạc, giấm ớt thêm vào cỗ mới ngon. Đường xuân bác kéo trọn gần 10, bút pháp văn phong khác hẳn người, bút pháp hào hùng giàu tính đạt, văn phong nhuần nhuyễn hợp cơ trời, tình cùng non nước chừng chưa cạn, nghĩa với bạn bè vốn chẳng vơi, 70 mùa xuân 3 chữ ký, công danh tự nghiệp kém chi người, công danh tự nghiệp kém chi đời, lối ý tiền nhân hưởng lộc trời, ra vẫn hồng hào khi đắm biển, chân thêm khỏe quắn lúc leo rồi, chén thù chén tạc vui cùng bạn, vần chính vần thông hòa với người. Tự lực tự do không cực mãn, thăng quan tiến chức trẻ kệ thấy đời, lững thững đường quân tuổi 70, sinh tan mũ áo kém chi người, vai mang trăng gió cùng non nước, đầu đội mây mưa giữa đất trời, cung kiếm một hồi thôi gác lại, bút nghiên muôn thủa dục bơi vơi, bất ngờ đi tứ vui mừng thế, mừng bạn mừng ta mừng cuộc đời, mừng bạn mừng ta mừng cuộc đời, trời to tên tuổi tạ ơn trời, nghĩ về nghĩa mẹ như nguồn cuối, ngắm đến công cha thánh núi đồi, dưỡng dục bao năm còn trẻ đoại, đòn nói mấy của khác nên người, mong sao chỉ một lần công hộ, nâng cạn chén xuân tiếp nghĩa đời.
quá ra gần, đã cận lân rồi lại cận lân. Họ đã hơn ta trò buổi đốt, ta đành chém họ quản quyền dân. Trẻ con họ biết hoa hơn mãng, người lớn ta mơ lã ngữ tần. Họ chẳng giống ta khác họ, giống nhau hoặc có mấy ông thần. Tống khứ đồng đi cõng rắn vào, làm tao rồi cũng chẳng làm tao. Xuống xoe vẫn đấy tròn toét vàng hương quất, lòe lẹ còn tia đỏ thắm đạo. Rượu mỹ rượu tàu thay bí kỷ, thơ đường thơ tống đọc tào thao. Thiên nhiên kỷ mới tan rồi đấy, tao vẫn chưa quên điếu thuốc lào. Ngoại 70 rồi vẫn ngẩn ngơ đến độ chẳng ai ngờ. Ngẩn ngơ quanh quẩn thơ thành thật, ngơ ngẩn lòng vòng mộng quá mơ. Ngẩn đã quên đi thời án mạng, ngơ còn nhớ mãi của tu thơ. Mấy ai hiểu được lòng thi kỹ, khóc mướn thương quay nhớ giả mật. Tháng 7 ngày rằm có bánh khoai, tự ta biết biết nhà ai. Vào cầu đánh quả con không tạ, đãi tạng bòn đó vợ chẳng tạ. Mấy mái gà đi nuôi lại tép, lâm tàu ruộng khoán tính còn tai. Nối đồng mới được hai thằng cháu, đứa phải khâu đầu đứa mổ tai. Nhẹ núi không mơ được cổng tiền, đành vô cổng học ở gần yên. Tới uy tâm vị duyên văn mạch, qua lại vài ông bạn võ biển. Đất hẹp tiện nghi còn hữu hạn, trời cao phong nguyệt lại vô biên. Càng cái côn hạc xuân thu vinh, ngôn tốn nguy hành quý dị duyên. Bốc cư hà tự cứ thành tiền, trạch tử nghi tùy sở đắc tiên. Đức tích thả thôi bồi tích đức, biển văn hân hội đối văn biển. Yên cao các quảng xuân thu vinh, ngôn ngoại nhai tiền thiếu nữ viên. Hớp cháo thành nghề mê cảnh ấy, vài ông thơ nữ đủ mạng tuyên. 71 còn lo học 72, có đâu ta dám cạnh ta tài. Học tô từng nét còn lo tót, học nhẫm từng vần vẫn sợ tai. Học thức đến cung nghe mát lạ, học câu cả cách thấy bùi tai. Mai đây người giỏi về thấy hết, lỡ ngứa ta còn biết học ta. Năm mới mừng em bác đặt dày, nể lòng em biết tính tao đây. Rau dưa tôm tép em còn béo, ninh mọc gò em bác vẫn gầy. Ra cửa chưa quên ngày chống lụt, tan đồng lại nhớ của ương cây. Cái thời chủ nhiệm ta xưa lắm, nay đã thành ông lãng thợ cày. Thiên nhiên kỷ mới đón tân huân, quấy quá thơ ta cũng có phần. Đúng luật đúng niêm không đúng mốt, nên từ nên ngữ chẳng nên thân. Đầu ngô vẫn cắm lên mình tập, duyên tấn còn vương với vẫn tần. Nhưng muốn quên đi quên chẳng được, đành mang lấy nghiệp khổ vào thân. Rau ao mắm ớt rượu gạo hai đồng, nhai nhẫm lần hồi thế cũng xong. Chán tấm sáng ra lười chạy bộ, buồn tình chiều tối quẻ đi rong. Vẫn say xưa đọc tin thời sự, vẫn mãi mê nghe nhạc thính vọng. Ta tự biết ta hơi khác mốt, to cùng chúng bạn của tòng vong. Tiền tài là huyết mạch của mỗi một quốc gia. Mỹ tiêu bằng đô la, đức lại tài đồng mát. Và răng là của Pháp, đồng rút là của Nga. Dài đồng như Trung Hoa, gọi là nhân dân tệ. Tệ là công tử tế, bạc là thói vong ân. Khi để góp cổ phần, khi để mua công trái. Đồng tiền thường tinh lãi, lãi mẹ đẻ lãi con. Theo năm tháng tòn vòn, thành của ăn của đẻ. Quốc gia có tiền thuế, công chức có tiền lương. Thôn quê quen chơi phường, thành thị thường góp họ. Sẵn tiền là đâu có, không tiền là nghèo hèn. Muốn đổi trắng thay đen, có tiền là trong đất.
tiền chùa là của Phật theo cách gọi ngày xưa, theo tiếng nóng hiện giờ tiền chùa là công quỹ, theo tháng năm tích lũy từ bán ruộng bán ao, ít cũng 7-8 đào, nhiều thì hàng trăm mẫu. Kêu trời trời không thấu, hỏi đất đất là ngơ, từ những kẻ vất vờ đến những người đóng trống, đều cửa cao nhà rộng, đều ăn trắng mặt trơn, mặc kệ bọn lờn vơn. Nằm một bề chuyện chết, ngày tư và ngày Tết, đám cưới và đám tang, ngoài quan hệ họ hàng, còn bạn bè tứ tứ, người ăn tiêu bạc tử, người tính toán to đo, đều có những lý do, riêng ai người nấy biết, kể làm sao cho tiết. Những câu chuyện về tiền, gọi nó là thần tiên, gọi nó là ác quỷ, đều có tình có lý, đều có đúng có sai, xin đợi đến ngày mai cháy nhà ra mặt ruộng. Cúc xương, cúc ngợi, cúc thăng, ba cúc lấy được ba thằng cục khoai, một thằng thịt bắp cú vai, một thằng nói quát không hai trên đời, một thằng chẳng phải tay chơi, cũng ra sang Hà Nội biết đôi trăm bạc. Qua Tết Tây rồi đến Tết ta, qua năm con khỉ đến con gà, thủy chi lộc hạ vô đan tự, chỉ kiến hoang thành mãn giá hoa, trời đất còn thấy trời đất lạ, nước non vẫn thấy nước non nhà, nghe công trường tận nhìn không rõ, chúa rót làm sao cái cảnh nhà. Bức thư ngỏ gửi niên huynh có cả, sau một ngày huynh quá trung viên, ông tử với huynh là chỗ bạn láng giềng, hơn nữa có cụ thu là bậc tú, khi tranh luận nên tránh câu cả vú, cớ làm tao còn nợ đến quyền anh, món nợ vôi là món nợ rành rạch, vôi là bạn xưa nay ai chả biết, đã giúp đỡ có kể gì hơn thiệt, và có câu anh khi nọ tú khi ni, ở Lào Cai Yên Bái đã không gì, về quê cũ lại thành đã mâu thuẫn, vốn được tiếng là người không biết giận, hẳn ông anh giờ đã thấy nguôi nguôi. Buổi chiều qua khi bọn trẻ nó cười, đứng ngoài cuộc tôi cũng hơi ngượng ngượng, nhờ tổ ấm ông anh giờ đã tướng, to vợ chồng đám út kém gì đâu, sao già đời còn gây chuyện đánh nhau, biết chuyện ấy hẳn cũng kể chán quá, hoặc nói nặng có đơn từ giấy má, đến quỷ ban thì mới biết có phiền công, vẫn hay rằng khi đã đáo cửa công, lý luận bác chắc không ai thắng nổi, nhưng nghĩ kỹ vẫn còn e một nỗi, có ông Hè là chủ tịch quỷ ban, với bác đây lại là chỗ bạn vàng, đến lúc ấy biết nói sao cho tiền, thôi tốt nhất chỉ nên nhờ cuộc chuyến, lên Đông Tiên sở cậy có ông trong, mỗi tạ vôi chỉ đáng giá 100 đồng, đã cung cấp làm gì mua trả được. Nó là cói, con ông có giống, không việt gian phản động chẳng cường hạ, nhưng điều đi bộ đội đã bôn đặt, xét lý lịch thế cũng là có tội, lẽ ra nó phải ăn năn hối lỗi, phải vào luồn ra cúi kiểu người ta, thì dù xưa có cầm rũ đốt nhà, nay héo hót cũng thành người có thớ, khốn một nỗi nó ương ương rở rở, dám chắc đường cán bộ có ghê không, và việc này có kho tóc quả long, họ nói hết can khi mày phải nói. Chót thể niệm chẳng những riêng chẳng khói, mà chúng tao cũng mất điểm thi đua, thôi từ đây có tính ấy phải trường, giống cả cướp cũng cấm kỳ bị mũi. Làng mới cử cụ từ, làm cả nhiệm vụ sư, trong đình chùa luôn để cụ từ chăm áo đẹp, suốt cả đêm cả ngày. Tuy không phải ăn chay, nhưng đúng là nằm mộng, cụ không quen đánh trống, lại chẳng biết khấn cầu, học tập kẻ đã lâu, nhưng xem chừng vẫn tốt. Rồi ngày mai ngày mốt cũng đến lúc phải đây, vì dân ta dạng này đem ra cùng bái đệ, chiếu gì người biết lễ, chiếu gì người rõ ra, có khăn áo đàng hoàng, mò cú me tự tạ. Thức lâu nên mới biết đêm dài, lại nhớ ra mình tắc 72, ra tỉnh thủ vai thầy Lý Tuyết, về làng đóng một lão ba giai, nước cờ tí tốt thấy người giỏi, chiếu bạc chàng cánh kẻ kẻ tạc, ta chỉ lần từng trang sách cổ, tìm câu úc úc hồ văn tai. Chốc đã 39 tuổi tròn, chưa già nhưng cũng chẳng còn non,
làm ăn có lẽ còn cua vợ, hiểu biết dễ đường chém cả con, cư xử chưa ra tuồng đứng đắn, nói năng còn kém vẻ khôn ngoan, còn 15 nữa là lên lại, tóc bạc răng long liệu có còn. Năm thanh một tháng cũng không dài, Tết đến cơ chừng chẳng đợi ai, vội cấy vội cày long thóc gánh, chạy tiền chạy gạo bở hơi tai, tay dao tay thớt nhường ông phán, việc họ việc hàng mặt bác mai. Năm sáu tuổi đời nhiều chuyện lắm, đỏ đen đâu phải một cánh bạc. Tôi ngồi tối ngẫm đời tôi, người ta thường gọi đồ tồi chẳng hóa, đã không có đảng có đoàn, còn nuôi ảo mộng làm toàn việc to, vòng quanh như cuộc hò lò, túi luồn vỉa vác như trò múa lân, cũng thì phục vụ nhân dân, công lao người hưởng khổ thân riêng mình, lại còn lấy nhục làm vinh, vào luồn ra cúi tưởng mình thánh cao, ngày mai rồi sẽ ra sao, làm tao hay chẳng làm tao chỉ là, đường đời còn lắm phóng ba, chống chèo kê kích người đã đủ rồi, ra gì cái thớ thằng tôi trở về máu kẹo nước đời nhục thân, hạt cơm dính má ơn dân, nước thù đã mất mưu thần mất theo, tấm gương kim cổ còn treo. Đêm qua đem một cánh tuồng, đã dơ cả mắt lại buồn cả tai, không ba mặt chỉ che hai, đèn măng tung thắp chiếc ngoài chiếc trong, diễn viên tập đã đầy công, ngợm công ra ngợm người công ra người, nào là đóng kép không hơi, vai vua non trẻ tiếng cười vô duyên, chỉ toàn những tiếng đông yên, tui tui bẩu bẩu có phiền hay không. Những bài thơ ông viết dành cho các cháu thôi, không phổ biến với đời, không gửi đài đăng báo, thơ ông không cuôn táo, không gò ép cầu kỳ, không sửa lại sửa đi, cứ liền đâu sâu đấy, cứ có sao nói vậy, như hạt thóc hạt ngô, như cái thúng cái bồ, như con gà con lợn. Mai ngày khi khôn lớn, các cháu đọc thơ ông, có chuyện núi chuyện sông, có chuyện làng chuyện xóm, chuyện cái minh làm đỏ, chuyện thằng nghe mất gà, chuyện gần lẫn chuyện ta, ở thơ ông đều có. Ôi một đời gắn bó với mảnh ruộng con trâu, ông cũng chẳng ngờ đâu làm được thơ cho cháu. Thơ ông làm cho cháu chưa đủ 100 bài, nhưng nay lại qua mai, ông cứ lần cân mãi. Người có khôn có dại, đời có dở có hay, ngày xưa và ngày nay đã bao lần đổi khác. Người làm thơ soạn nhạc, người viết báo viết văn cũng phải mặc phải ăn, như những người cày cuốc viết ra không in được, biết trông cậy vào đâu, nên từng chữ từng câu họ vẫn thường cân nhắc. Ông là người biết đặt nên chẳng có thơ in, nhưng mắt cũng biết nhìn và tai còn nghe được, tuy chưa dành việc nước nhưng cũng rõ việc làm, bụi rậm và bãi quang, đường ngang và lối tắt đều bày ra trước mặt, được khắc đặt đàng hoàng, có khi lại ngụy trang dưới chiêu bài trọng đại, cái gọi là lẽ phải cũng muôn vẻ muôn hình, lịch sử sẽ chứng minh, nói bây giờ hơi vội, luận công và định tội cũng phải có thời gian. Ông là lão đồ gà nên thường nhanh nhẩu đoạn, rồi đây khi thằng hoạt, khi thằng trịnh thằng gừng, biết chữ chi là chưng, biết chữ thời là thế, đọc thơ ông cặn kẽ sẽ biết ông rõ ràng, không phải lão nói ngang như người đời đánh đá. Ngày ấy làng Vũ Đại, ngày nay làng Châm Khê, ông sẽ kể cháu nghe những tự đời ngang trái. Ngày ấy làng Vũ Đại có lão hạt chí phèo, sống trong cảnh reo reo dưới mấy tầng áp bức, cả những người trí thức cũng sống mỏi sống mòn, về ăn bám vợ con giữa vùng quê nghèo khổ, rách dưới con như bố, nghêu mao vợ chán chồng, ôi những sự bất công chẳng cứ gì ngày ấy. Giờ đây ông lại thấy bao nhiêu kẻ bất lương cùng một hội một phường với Lý Cường Bá Kiến, cũng bày trò kiếm chuyện để đục nước béo bò, rút tiền quỹ thấp kho để gây bè kết cánh. Riêng những người ngang ngạnh như binh chức ký vèo thì rốt nát đói nghèo, lại tiêu lưu manh động, nếu Nam Cao còn sống cho đến tận hôm nay, thấy được hiện tượng này sẽ viết sao cháu nhỉ.
Tên cháu ông thường gọi là Hân Quất Hân Gồ, riêng các chị các cô gọi là Hân Trạng Lợi. Mai này khi khôn lớn nhớ về mùa thơ sinh, có cái lệ cái tình, có thằng Khang thằng Nguyễn với bao nhiêu là chuyện. Liệu cháu có nhớ không? Hãy dở đọc thơ ông, sẽ thấy điều lý thú Trạng Lợi không biết chữ. Nhưng xuất khẩu thành Dương có những cú dị thường, có nhiều kho tuấn tú. Cháu cũng chưa học được nhưng ứng đối tài tình, có những nét thông minh na ná như Trạng Lợi. Mai này khi khôn lớn chắc cháu sẽ giỏi văn, rồi để kiếm miếng ăn cháu sẽ làm nhà báo. Nhưng nhớ đừng viết láo, đừng xu nịnh cấp trên, đừng coi trọng đồng tiền hơn lương tâm danh dự. Trạng Lợi không biết chữ nhưng biết chớp thời cơ, cùng Trạng Vật Trạng Cờ lập được cống cứu đá. Kể cũng cho là lạ, những câu chuyện ngày xưa to với chuyện bây giờ lại giống nhau đến thế. Mai đây đời để cho cô lớn, cháu cũng như cô cháu lấy chồng, liệu có vuông tròn trong hạnh phúc hay là đang đỡ khổ thân ông? Đầu xuân cháu xuống trong nhà, cháu trai ngày thứ cũng là đích tôn. Mai ngày cháu lớn cháu khôn, mong sao có một tâm hồn đúng không? Ông bế cháu đi đông, từ cuối xóm ngõ đồng, qua ngõ phe ngõ cả. Cháu ông ngoan ngoan ta như một hạt mèo con, đôi mắt mở rất tròn, cái miệng cười rất điệu. Đi tè không biết hiệu, không ướt áo ướt quần. Mỗi tháng một lần cân, cháu lớn nhanh trông thấy. Đến bao giờ người bệnh là đến tuổi lấy chồng, ông sẽ tắm áo bông, tắm màn tuyên màn đó. Chọn anh nào không có, ông sẽ gả cháu cho. Không thách thịt thách giò, không thách tiền thách gạo. Ông lại còn chỉ bảo đạo làm vợ làm dâu, cách trồng lúa trồng rau, cách nuôi gà nuôi lợn. Ôi đến ngày cháu lớn, liệu ông có còn không, hay ông đã ra đồng và nằm bên cạnh cụ? Dành việc ông bế cháu đi chơi khắp cả làng, đi dọc và đi ngang, đi xuôi và đi ngược, qua các nhà uống nước, nói chuyện cổ chuyện kim. Đôi mắt cháu lim dim cũng ra chiều thức thú, rồi cháu thiêu thiêu ngủ. Chắc là cháu đang mơ về những chùa xa xưa, theo như lời ông kể. Ôi cuộc đời lâu vẻ, bao nhiêu chuyện đổi thay, người ăn ở thảo ngay, thường chịu điều bất hạnh, kẻ gian tà tiềm lịch, lại chấp trọng quyền cao, thực chẳng ra là sao. Cuộc đời đầy mâu thuẫn, như bản quyên tôn tân, như tần cối nhạc phi. Cháu còn bé tí tí, đã biết làm sao được. Cái Hân tròn 4 tuổi, thằng Nguyễn lại ra đời, ông lại bế đi chơi như cái Hân ngày bé. Nhờ lời ông vẫn khỏe, lưng không mỏi không cằn, dỗi bế cháu đi xong vẫn vui như chảy hồ. Đường là mưa thì lộ, hơi nắng đã gồ ghề, thì ra đất phong thê chưa có gì đổi mới. Thế mà trên thế giới, qua báo chí truyền thanh, họ vẫn bảo nước mình qua cao trào đổi mới, người người đều phấn khởi trong dân chủ kỷ cương. Từ quần chúng bình thường đến những người học thức đều đồng tâm hiệp lực xây cuộc sống phồn vinh. Họ đâu hiểu nước mình đang lâm vào quẫn bách, để bao nhiêu chính sách ra bao nhiêu chủ trương chỉ là dịp mở đường cho những phường cơ hội làm giàu nhanh như thổi, tiến chức và thăng quan gọi phải nói phải bàn đến đức tài trí tuệ. Đấy cuộc đời là thế, quý có ngán hay không, nhưng ông chỉ là ông của một bầy cháu nhỏ quẩn quanh trong xóm ngõ, gặp ông tổ ông hoành uống ngụm nước chè xanh, nói huyên thiên thích đế. Nếu người ta đánh thuế vào những kẻ nói ngông thì chắc chắn là ông phải nộp phần cao nhất. Mai đây thời mục đất, ông thành nắm xương trạng, qua câu chuyện dân gian của một vùng quê nhỏ, sẽ có người nào đó họ nhắc đến tên ông, một ông cụ lãng nông thuộc dòng Lê Móc Cọ cũng vua đòi học ngót, nói cuội và viết nhanh, các cháu hãy bảo rằng đấy là ông tôi ấy. Ông đi họp mặt trận trên hội trường ủy ban, căn nhà 7-8 gian toàn bê tông cốt thép, trông bên ngoài thì đẹp nhưng nóng bức vô cùng. Thật khốn khổ thân ông, mồ hôi da lã chã, các thôn trong toàn xã đến đủ mặt đủ đoàn, từ đảng ủy ủy ban đến các ngành các giới. Vụ chiêm vừa thắng lợi, quế má cũng tăng rồi, hay bậc đổi ngôi cho mấy ông cán bộ. Ở thôn không còn chỗ, trên xã lại quyết chân, có phúc phải có phần, các cụ xưa đã nói.
cúng tiền thanh kim nhỏ, cúng ca hát đủ đỏ, tổ chức hợp làm bo, được mời ai chả thích. Cúng bầu đoàn vũ địch, cúng làm lễ chào cờ, bàn đặt chuyện vu vơ, đặt đầu vô mình thật. Chỉ riêng ông là vớ, được một bữa khá to, ngoài món thịt món giò, lại còn thêm trứng đậu, dành vần cho các cháu, vẫn đánh chén no căng. Gần gũi với cụ năm, hút thuốc toàn đầu lọc, cháu ở nhà cháu khóc, nên mắt ông máy luôn, ôi những chuyện đáng buồn, biết bao giờ mới hết. Trải qua 13 tháng, hôm nay cháu đầy tôi, từ biết lẫy biết ngồi, đến biết bò biết đứng, cháu bước đi chậm chững, những bước mới vào đầu, vất vả lắm cháu ơi, gái họ Lê là thế. Ông tổ cũng du kích, cũng kháng chiến như ông, cũng sửa bầu ngang sông, cũng tham gia quản trị, khác ông ba nông kỉnh, giống ông ngợi ông mộc, ông tổ nghỉ đã lâu, không tham gia công tác, ông tổ rất khoác lác, rất giỏi việc cày bùa, rất nhớ việc đời tu, rất lắm con nhiều vợ, cái quyển và cái vợ, thằng Huy và thằng Công, một lũ con nhà ông, lớn bé đẹp nheo nhóc, trên đầu hai đúng tóc, ông tổ vẫn lông bông, tiếng cả lại nhà Công, dặn người không dặn của. Theo họ đàn cụ chứa, ông tổ là anh ông, theo họ cụ cai đầu, ông tổ là bậc lớn, nhưng sinh ông 2 tuổi, ông tổ vẫn là anh, trai là đẻ cụ Hoành, gái là dâu cụ Định, cháu lại gả chồng Tình, ông tổ phối đâu ra, bè và khắp gần ta, từ ngày còn hoạt động, người ở trong bộ tổng, người ở cấp trung ương, các cháu chớ coi thường, thì nghĩ về. Năm nay ông 69, đang năm ông 70, nếu được sống như người, 10-15 năm nữa, để trông nom nhà cửa và dắt cháu đi chơi, sống lúc này cuối đầu như một tông đồ cổ. Cho đến ngày xuống hố về thế giới bên kia, gặp các cụ họ Lê, những người muôn năm cũ để thưa cùng các cụ, về họ mặt nhà ta, kẻ gần lẫn người ta, đều mỗi ngày một năm. Từ việc thôn việc ta đến thi cử học hành, đều có giá có danh, đều có quyền có chức. Nhà đã cao vượt mức, cửa lại rộng quá tầm, các cụ ở dưới ông đã chắc gì trông thấy. Ông lại viết câu đối ra trước cổng chùa ta, đầy kẻ lại người qua, khối bản dân thiên hạ. Chứ ông còn cậu thả, văn nông vốn quê mùa, bán người ta không mua, cho người ta không nhận, lại viết quanh viết quẩn, ra cửa miếu cửa đình, hết thượng đẳng tối linh, lại không không chắc chắc. Cũng có bằng có chắc, cũng đúng luật đúng liêm, thần thánh nếu có yêu, chắc cũng không trách móc, câu mỹ nhân như ngọc, chứng tế thế thì ông, tạo công chúng hiểu lầm nên chịu cũng đã biết. Một ngày công bế cháu, ông đi họp đi bà, chiều đến lại liên hoan, có cả trà cả rượu, biết bao giờ cháu hiểu, thấu tận đáy lòng ông, những chuyện của chuyện công, những chuyện tiền chuyện pháp, những tiếng cười tiếng khóc giữa thế kỷ 20, quan hệ giữa con người vẫn còn đầy phức tạp. Trên cánh đồng hợp tác, lúa vẫn mọc tanh đời, có kẻ thiệt người hơn, có kẻ no người đói. Nói ra hay không nói, không suy nghĩ đã nhiều, hai chữ ghét chữ yêu, hai chữ ân chữ oán, đã bao ven chán nản. Ông muốn kệ tự đời, kệ dòng nước chảy buôn, kệ những trò khuất tất, nhưng chót yêu tự thật, chót thuộc lẽ công bình, được quần chúng đồng tình, được mọi người tỏ vậy, được tai nghe mắt thấy, bao nhiêu chuyện đáng ngờ, ông đã viết thành thơ để sau này cháu biết. Hôm nay ngày tổng kết, ông được chén liên hoan, một bữa chén khá ta, với 9-10 miếng đồng, miếng ăn là miếng tấu, ông đã biết từ lâu, như con cá mắc câu, há miệng làm sao được. Ông viết 5 lá tứ, có chi bộ làng ta, 1 lá cúng chùa nhà, 4 lá mang quả quế, tính ra chiều vô kể, 9 cả quả lưu công, tiền chỉ được mấy đồng, nhưng thực là vinh dự. Kể từ ngày viết chữ cho đến tận hôm nay, được tở cạnh việc này, được không tiền quá hậu. Chữ ông tuy còn xấu, nhưng đúng quốc văn ngôn, có tự điển hán ngôn, tra từng tên từng họ. Viết đỡ tuy không khó, nhưng cũng chẳng dễ đâu, phải cặn kẽ từng câu, phải có đầu có đuôi. Những ông hoàng bà chúa, phải biết hiệu biết tên, những phủ đệ miếu đền, phải biết cầu biết khấn, tính ông muốn cẩn thận, lại tắc máu văn chương, nên những việc bình thường cũng làm ra quan trọng. Đêm nay trời cực nóng, dưới ánh đèn nêu, cặp cụ một mình ông, vừa viết vừa cười đủ. Ông tách về cho cháu, lủng lẳng một gói bẩn, đây lọc nước ơn dân dành cho người cao tuổi,
cả thịt thả mắm muối cũng đáng độ đáng nghỉ, vì ông được ưu tiên có bố ăn bố dưỡng về nhà hơi nhớ thương. Các cháu đã ngủ rồi, để đấy đợi nó thôi, đành táo trả lại vậy. Mai là rằm tháng bảy cũng đỡ được quản chi, đêm cháu ngủ thì gì ông còn thao thức mãi, nghĩ đi rồi nghĩ lại, tính trước và tính sau, tóc đã bạc trắng đầu mà vẫn chưa hết dạng. Đời có ngang có trái, người có chính có tà, chẳng biết tránh cho ta cứ chui đầu vào giọ. Hết cua chuông quá mõ lại bạch cổ hạ hơn, mang cái giọng nịnh đời lại ra điều hiểu biết, đọc đã nhiều tiểu thuyết lại học cả hán văn, mà ai chứ uống ăn còn chưa phân hát bạch. Đành lục tung giá đách tìm ẩm thực tu chi, xem cụ tả nói gì để bạn cho cháu biết. Năm ông lên 7 tuổi, ông theo học vỡ lòng, thầy giáo dạy lớp ông một con người nho nhã. Thầy quê ngoài gốc Lã, con cụ Tú Yên Đường. Thầy thường vận áo lương và đi giày đa định, tuy không phải người tỉnh nhưng thầy rất đàng hoàng. 2 năm dưới trường đàn, ông được thầy giảng dạy từ dấu than dấu vẩy đến dấu chấm xuống đồng, từ đọc thạo viết ông đến làm văn làm toán, ngày ấy chưa cách mạng nhưng ông thấy ở thầy đã biết ghét bọn cây, đã không ưa luồng cũ. Năm ông lên 10 tuổi, ông theo học chúng nho, sống cuộc đời học trò của thi thư lễ nhạc. Thầy đổi đi trường khác khi ông tuổi 12, rồi từ đó đến nay 50 năm có lẽ, qua câu chuyện người kể ông được biết về thầy. Thầy mất tính đến nay đã 40 năm chẳng, ông vẫn thường ân hận về con người như ông, ngoài miệng nói rất thông về tôn sư trọng đạo, mà nhà thờ thầy đạo ngay ở Lã Yên Thường không có một nén hương đó vào tay ông thắp. Ông đóng 4 cái cọc sang nhận nguồn ưu tiên, kẻ ta cũng hơi phiền nhưng biết làm sao được. Khi đã tuân phép nước là phải thủ lệ lạc, cũng như miệng kẻ ta đối với đồ nhà có, dù vừa thông vừa nhỏ cũng phải điểm phải tô, phải nhiệt liệt hoan hô, phải đề cao hết cỡ. Cũng có người vớ bở, cũng có kẻ thiệt thòi, ai là người hẳn hoi, ai là người đang giả, bẻ măng nhờ có bạn, té mắm bẩn tay, đời xưa và đời nay đẹp giống nhau ở đó. Minh Hồ hay bé Hân Hồ, vui tao con cậu con cô nhà mình, đứa tên Hân đứa tên Minh, chán rô mũi lõm thân hình khẳng khoeo, qua bờ ao giữ treo leo. Hân Hồ tất cả đi theo Minh Hồ, vì tình con cậu con cô hay vì hai đứa cùng hồ như nhau.